Vậy đây là cuộc ăn của những người bạn. Chọn của nó một cái dùng. Chúng ta có thể bạn thấy thấy rõ ràng bạn Trinh. Dùng có ghế à? Này Dung lấy ghế đi. Bạn Trinh ăn rất là ghê gớm, rất là rùng rợn. Không có trong chết gì à? Không có dĩa luôn mà. Lấy dĩa nữa. Còn đây là bé Uyên. Bé Uyên ăn rất là từ tốn nhưng mà tốn rất là nhiều. Anh Jordan sắp bị quay nên anh đã đứng dậy. Nhìn người là biết rồi đúng không John? Hàng hỏi thế nào? Anh Jordan có vẻ ngại ngùng với lại món ăn. Chứ mà anh Jordan là một cây chả to tại sao anh không ăn? Thank you. Bạn Bi đã che tầm nhìn của mình rồi. Cho Bi vậy. Thank you. Đây là bạn Bi nha, bạn Bi đang bắt đầu cuộc hành trình ăn uống của mình. Trúc của có anh không? Muốn mà... chết luôn. Đây là chúng ta sẽ quay được cái dĩa của bạn Bi, rất là phong phú, chán nhách. Không có gì gọi là hấp dẫn. Ủa, Bi hỏi vô, hỏi vô. Nó không biết mà, không có anh nhưng đâu. Mà cái bên tay bạn Bi là con dao, mình không nên nói nhiều. Giờ đây là bạn Đăng của chúng ta. Chào một chàng phát tay cho bạn Đăng, rất là chói chang. Tự diễn luôn. Đây là dĩa của bạn Đăng. Trời, bạn Đăng ăn tới hai dĩa lận. Quá dữ. Cái ly chè thái của bạn Đăng đã hết rồi. Bạn Đăng là người chiến thắng. Bạn Đăng là người chiến thắng và bạn Đăng sẽ được ăn tới một ly có không chị? Chè thái gì nữa à, chúng ta còn rất là nhiều chè thái nhưng mà còn nửa nồi. Chờ bữa chị nói em còn mì sữa này ở nhà. Kế tiếp là bạn Nhung. Đây mà món kia làm nữa. Dung đây. Dạ, dĩa bạn Nhung là đặc biệt, có là hấp dẫn. Có cục dĩa đỏ giống. Nhưng mà mình không dám nói. Gì? Mày mà bỏ đỏ nha. Chị. Còn đây là dĩa. Đợi. Ủa. Mình vẫn chưa có dĩa hả? Mình có. Đây là cái đồ ăn của mình sao giống đồ ăn kia quá vậy? Không có. Cho nó đi ô đi. Cái hộp này nhìn rất là kỳ lạ. Nói nhiều quá. À. Ăn đây nha, tự nhiên nha. Cắt bánh bò ra xe luôn. Giờ đây là dĩa của chị Sương nha. Rất là xanh xanh, rất là trắng trắng. Chị Sương chay nước mắm rất là nhiều. Chị Sương có thể nói là chị Sương ăn rất là mặn. Bi vậy là bi gắt cho chung nha. Dạ. Quá đẹp nha. Rất hợp với dáng anh. Đăng tiếp tục khẩn trương. Ê Đăng, trên tôm, trên dĩa mày có cục dĩa đỏ đỏ vậy? Ủa? Trên dĩa mày có cục gì đỏ đỏ vậy? Ớt. Sao giống quá vậy? Ớt. Trộn trộn lên đi. Cái đũa này chắc cũng thương quá nè. Ủa tại sao có hành lá trong bánh cuốn vậy ta? Ok. Có ngon lắm mà. Ơi món đặc biệt quá ha. Thằng này nó dần núi xuống rồi. Dần núi rồi nó không biết. Rau thật rau. Ủa sạch hả? Nhưng mà có rau mới có miếng tổng. Chúng ta hãy nhìn nhân vật chính của chúng ta. Vị cô nương này ăn thiệt là nhiều đó hả? Ăn rất là khí thế. Anh nhìn luôn. Để quay cho cái gì Quỳnh Đài này thích quay phim lắm nè. Đó đó. Dạ. Ăn cái này trước mình phải ăn rau trước. Chị Quỳnh Đài này cười lên cái coi. Bạn đang ăn cái gì đó hả? Rất là. Ơi, chị thấy là thợ quay phim chắc phải đứng lên.